Chuyên trên lĩnh vực an ninh trật tự, ngày 29 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh năm 1971, Hoàng Vũ Huy Long, sinh năm 1981, Lê Thị Diễm Phương, sinh năm 1989, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cả ba bị cáo đều ngụ tại thành phố Đà Lạt. Theo cáo trạng, từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 7 năm 2012, Mai cùng chồng là Long đã sử dụng pháp nhân 4 công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm Hồng Phát, công ty Phước Đại, công ty Hà Linh, công ty Mai Huy đưa ra những thông tin không có thật để tạo niềm tin thông qua việc ký kết các hợp đồng mua bán thép xây dựng để chiếm đoạt tiền của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hà Việt và công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Nhân Thành. Bằng các thủ đoạn làm giả các tài liệu như công văn chiết khấu, giảm giá, làm giả hợp đồng, ủy nhiệm chi, biên bản xác nhận công nợ và Mai còn được sự giúp sức tích cực của Long và Phương trong việc ký kết hợp đồng mua bán thép với các công ty, ký khống xét, giấy tờ và soạn thảo đánh máy các tài liệu, chứng từ giả để tạo dựng niềm tin với công ty Hà Việt và công ty Nhân Thành. Trong quá trình mua bán thép, Mai đã chiếm đoạt trên 36 tỷ đồng của công ty Nhân Thành và hơn 64 tỷ đồng của công ty Hà Việt. Số tiền chiếm đoạt được Mai đầu tư vào các dự án mua nhà, đất, trả nợ vay ngân hàng, mua hàng trả nợ cho các đối tác khác, sử dụng trả lương cho nhân viên, các công ty và rút tiền mặt sử dụng. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Mai tù chung thân, bị cáo Hoàng Vũ Huy Long 14 năm tù, bị cáo Lê Thị Diễm Phương 8 năm tù, buộc bị cáo Mai và bị cáo Long liên đới bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt được cho các bị hại. Cái công nghệ mới này thì hiện nay là tất cả đã theo đúng cái lộ trình, thì hiện nay là các nhà mạng